Xin chào các bác. Em lên xả gọi là cuối buổi vui vui một con công suất này. Đấy, cho bác nào mà đang cần một con công suất này thì alo cho em nhé. Đấy. Đây là con Victor, có mã đây là UXQ15. Đấy. Hình trước thì có nhìn qua nhá. Đây. Con này công suất của máy là 50W các bác nhá, công suất là 50. Đấy. Công suất 50. Con này thì cái phần cắm điện thoại có đây các bác nhá. Đây là cắm điện thoại này, còn đây là cầu loa này. Đấy, về các bác ghép. Có các thể phối loa từ 4 đến 16 ôm nhá. Cái giải rất là rộng này. 4 đến 16 là thoải mái ghép rồi. Thông thường với những con điện từ 6 đến 16 thì mới khó ghép, chứ còn ví dụ 6 đến 16 này, hoặc 8 đến 16 thì là rất khó ghép. Nhưng mà cái dòng mà từ 4 đến 16 thì lại những con loa từ 3 ôm, 5 ôm, có những con loa 3 ôm nhá, có cả con loa 5 ôm, có cả loa lẻ đấy các bác nhá. Đấy, thế là 4 ôm này, 3 ôm, 5 ôm hoặc là 16 ôm là hoặc 8 ôm là ghép được. Nói chung con này là dễ phối. Công suất 50W này. Về phần trở kháng rất dễ phối luôn. Đây hiện tại em đang đánh đôi Kenwood Bass 25 này. Đấy, gọi là ghép thử cho bác thôi, còn chứa là về vị các bác mà đánh những con bát 14 này hay là bát 13 kìa. Đấy. Đánh những con đấy thì nó sẽ hay hơn. Đấy. Con này thì em thử thì hiện tại là CD là vẫn thấy chạy nhá. CD vẫn thấy chạy, tuy nhiên thì em gọi là test thêm cho vui thôi chứ không bằng vào tỏ cái CD đâu các bác nhá. Đấy, gọi là test thêm cho các bác cho vui thôi. Đấy, còn MD thử thì hiện tại mắt kém rồi. Đấy, còn cassette này thì hiện tại em hết băng chả thử được. Đấy, thì bác là cần về thử sau. Đấy, còn cassette các thứ đây. Đấy, nó có chế độ chỉnh rất kiểu ở đây nhá. Đây, các phím điều chỉnh này, chỉnh màu đây nhá. Cái này là cái chỉnh màu các bác nhá. Đây, chế độ chỉnh màu. Đấy. Các bác có thể đổi màu nó được. Cái màu này, các bác thích đổi hai màu được. Đấy. Rồi CD thì các bác thông cảm, tại vì em đem test tiếng Nhật này, thế là nó sẽ đánh bản quyền, nên là các bác về tự kiếm đĩa tiếng Việt test nhá. Đấy, còn từ đây em vẫn mở CD các bác nghe thử đấy. Đây, em sẽ thử lấy một cái tiếng Việt xem nào. Đây, thử một cái tiếng Việt nhá. Thử tiếng Việt này thì không đánh bản quyền, chứ còn thử tiếng nước ngoài hay đánh bản quyền các bạn. Đây là một cái đĩa tự ghi của em, còn về có dùng thì dùng đĩa xịn nhá, đừng dùng các đĩa rẻ tiền, có là mắt rất nhanh hỏng nhá. Đây đấy. Cho cái đĩa tiếng Việt cái là có vẻ như không chạy nữa. Đây. Đấy, CD vẫn chạy các bạn này.
Đấy, đấy là có nghe CD, còn có một tích cầm máy tính nhá. Đấy thì đây, chuyển máy tính này. Đấy. Đẹp không các bác? Có nhìn đẹp không ạ? Cực kỳ đẹp luôn. Đó, nghe điện thoại máy tính là vô tư các bác nhá. Điện thoại máy tính vô tư luôn. Đấy, về có thích thì cắm máy tính, không thì cắm điện thoại cũng được. Đấy, thì con này thì giá là xem nào. Con này để các bác giá là 500, tặng các bác cái dây điện thoại. Ok chưa ạ? Dây này của em 50 đấy. Này, dây 50.000 một dây các bạn. Này này. Cái đầu này về có cắm điện thoại máy tính nhá. Đây. Đấy, đầu này thì có cắm điện thoại máy tính hoặc là mua cho em cái Bluetooth từ xa ấy, mình có thể cắm vào cái jack này được. Này, jack 3.5 này. Đấy, còn cái đầu AV này thì mình sẽ cắm phía sau. Đây. Cắm như em đang cắm đây nhá. Đấy. Cái đầu AV thì cắm vào đây, còn đầu 3.5 cắm vào điện thoại hoặc là máy tính. Hoặc TV nhà bác nào mà có jack 3.5 thì cũng có thể cắm được. Đấy. Rồi, 500 tặng các bác kèm luôn cái dây này. Đấy, tính ra thì máy nó còn có 450 à. Quá rẻ. Quá rẻ luôn các bạn. Con công suất 50W mà hàng lại còn đẹp đấy chứ. Đấy, CD sắc màu đẹp tuyệt vời. Các bác thích chuyển màu ở đây này. Đấy, nó chuyển được cả màu, nó nhiều màu lắm. Thích màu nào chuyển màu đấy. Đó. Đấy thì giá thì em báo rồi nhá. Đấy, 500 tròn. Để các bác nào chốt téo đâu cho em nhá. Vâng, xin chào các bác.